Nhà cháu xin kính chào các cụ mợ. Hôm nay nhà cháu sẽ gửi đến các cụ mợ một món ăn nữa mà người Hà Nội rất hay làm để ăn sau Tết. Đó là món cuốn tôm thịt. Đây các cụ mợ nhìn xem. Cuốn tôm thịt là cái món mà hay ăn kèm với bún thang, người ta gọi là cỗ thang cuốn, và ăn ngày vào ngày hóa vàng là ngày mùng 4 Tết. Nhưng ngày hôm nay thì nhà cháu sẽ gửi đến các cụ mợ một món ăn này. Các cụ mợ muốn làm trong như nào thì làm, nó sau Tết là được, để nó giảm cái cảm giác ngán ngấy của những món ăn ngày Tết thôi. Thế thì tại sao nhà cháu lựa chọn món này? Vì cái món này nó rất là đặc trưng và nhiều người cũng hay ăn, và thấy rằng cái món này là nó cũng ăn rất là mát ruột, nhẹ nhàng lại, nhưng mà làm hơi nhiều công đoạn một chút thôi. Ở đây cái món này thì ngoài có thịt ba chỉ này, có phải có con tôm đồng các cụ mới nhá. Chúng ta không thay thế con tôm khác mà chỉ dùng đúng con tôm đồng này thôi nhá các cụ mỡ nhá. Thì chúng ta còn có cả cái này rất là đặc trưng. Cái này là cái bỗng rượu nếp. Cái bỗng rượu nếp tức là cái bã rượu nếp ấy ạ. Người ta nấu rượu xong người ta còn cái bã này hay cho lợn ăn ấy, thì chúng ta mua một chút về, xong là chúng ta sẽ rửa sạch nó đi, xong vắt khô này đi để tí nữa chúng ta xào. Vì cái này chính là linh hồn của cái món cuốn đấy ạ. Và nó có một chút giò lụa, nhưng mà cháu thì hôm nay cháu bỏ giò lụa đi vì cháu sợ các cụ mợ chuẩn bị nhiều nguyên liệu quá, các cụ mợ lại không làm cái món này. Nên là cháu đã cố tình đơn giản hết nhiều đơn giản nhiều cái loại nguyên liệu đi. Và cái bỗng rượu nếp để xào thì phải có một chút thịt, một chút hành khô để băm, và một ít mật mía. Nếu các cụ không có cái mật mía này thì các cụ có thể cho đường vào, sau đó các cụ cho một chút nước hàng vào để xào với cái này cũng được nhá. Không nhất thiết là phải có cái mật mía này đâu. Nhưng mà vì cháu cầu kỳ cháu sẽ mua được cái mật mía này, cháu cho vào. Và chúng ta sẽ có một trứng thịt, trứng và gà để chúng ta tí nữa sẽ dán lên nhá. Và một chút bún nấm. Các loại rau, cái món cuốn tôm thịt này phải ăn bằng rau diếp ngô các cụ mợ. Cái rau diếp mà nó lá nó thẳng này người ta hay thái nhỏ ra để ăn với bún riêu ấy. Thế nhưng mà nhà cháu chưa mua được cái rau diếp ngô đấy nên cháu thay bằng cái xà lách xoăn để cho các cụ mợ cũng dễ mua. Chứ các cụ mợ mua rau diếp ngô không có là các cụ mợ không làm nữa. Chúng ta sẽ thay bằng cái xà lách xoăn này. Hôm nay cháu dùng bằng xà lách xoăn này nhá các cụ mợ nhá. Cháu thay nó đi. Và dĩ nhiên rồi, món cuốn tôm thịt phải ai ăn vào ngày ra Tết nên là nó có cái hành củ như này. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ trần lên và chúng ta sẽ buộc lồng cái hành này để buộc cái cuốn của chúng ta. Và chúng ta sẽ có một chút rau răm, một chút rau thơm và rau mùi nữa. Rau răm, rau thơm và rau mùi, ba loại rau. Với lá xà lách là 4. Hay gọi là rau diếp ngô là 4. Việc đầu tiên của nhà cháu sẽ là luộc thịt nhé các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ chọn một cái miếng thịt ba chỉ như thế này. Đấy, sau khi cạo rửa sạch thì chúng ta sẽ cho vào chúng ta luộc. Luộc cho nó chín luôn. Rồi. Đây là cháu sẽ ướp nhé các cụ mợ nhá. Cháu sẽ ướp vào đây 1/4 thìa cà phê bột canh thôi ạ. Bột canh hay còn gọi là gia vị hay là còn gọi là bột súp ấy ạ. 1/1 bột thìa cà phê bột nêm, hạt nêm. 1/4 thìa cà phê tiêu. 1/4 thìa cà phê mì chính thôi ạ, không nhiều đâu ạ. 1 thìa cà phê đường nữa ạ. Tôm rang các cụ cho một chút đường vào nhé. Rồi. Xong chúng ta sẽ đảo đều lên. Đấy, chúng ta sẽ đảo hết đều lên cho cái tôm này nó ngấm gia vị. Và chúng ta sẽ tiến hành rang luôn các cụ mợ nhá. Nhưng mà để rang được thì nhà cháu sẽ bây giờ làm thêm một chút hành khô, băm nhỏ hành khô ra. Thôi chết rồi, nhầm thớt rồi các cụ mợ ơi. Cái thớt này cháu chuyên làm đồ chín thôi. Cháu sẽ rủi lại thớt cho các cụ mợ nhá. Và các cụ mợ lên phân cho cháu là những cái thớt sống chín riêng thôi nhá. Đây, đây mới là thớt để làm đồ sống ấy. Còn cái thớt này cháu có thể thái chín thôi. Thôi chúng ta sẽ dần nhỏ nó ra. Dần nhỏ nó ra các cụ mợ nhá. Rồi. Cháu sẽ lấy một chỗ chút nửa hành khô này cháu rang tôm nhá. Một nửa còn lại để tí nữa cháu xào với cái bỗng này. Chúng ta sẽ cho vào đây khoảng độ 2 thìa canh dầu ăn nhá các cụ mợ nhá. Phi thơm cái hành này lên. Chúng ta phi thật thơm cái hành khô băm lên nhá. Cụ nhớ là phi vàng hành khô lên nhé. Rồi chúng ta hãng cho tôm vào rang. Và rang cho cái khô tôm nó khô lên thì thôi. Không cần phải chúng ta phải rang kỹ quá đâu. Rang cho tôm nó khô lên, săn con tôm lại là được.
Cái món này nó khác cái món gỏi cuốn tôm thịt ở trong miền Nam, ở chỗ là cái cuốn là cái lá cuốn này. Và món gỏi cuốn thì dùng bằng bánh tráng, còn cái này dùng bằng lá dưa, rau diếp ngô, còn chúng ta sẽ thay bằng xà lách. Còn con tôm của trong cái gỏi cuốn của miền Nam ấy thì là người ta hấp con tôm lên hoặc là người ta luộc con tôm lên. Còn đây là con tôm mà người ta dùng con tôm lớt hoặc con tôm rảo đều được. Còn đây là chúng ta sử dụng con tôm đồng. Nó có cả râu cả đầu ấy, xong về chúng ta cắt bớt cái phần râu nó đi, cắt bớt cái phần đầu nó đi. Cháu toàn nhờ cái bà bán tôm, bà làm luôn, bà cắt luôn hộ luôn. Xong về cháu chỉ việc rang, về việc rửa sạch xong ướp xong rang thôi. Rồi ạ. Bây giờ nó đã hành chỗ cháu đã vàng rồi nhá các cụ mợ nhá. Nhìn vào hành vàng như này rồi chúng ta sẽ cho tôm vào. Chúng ta rang luôn. Đấy. Các cụ mợ đảo cho cháu. Đảo khô con tôm lên. Càng săn tôm càng tốt các cụ mợ ạ. Nếu như ít dầu ăn quá, cu mợ tưới cho cháu thêm một thìa dầu ăn vào nữa nhá. Khi mà các cụ rang tôm với thịt ý, thì sẽ không cần nhiều dầu ăn đâu, nhưng mà rang tôm không này thì chúng ta sẽ cần thêm dầu ăn vào để cho nó khỏi bị cháy tôm. Rồi các cụ mợ, bây giờ cháu sẽ xào cái bỗng này nhá. Để xào cái bỗng này chúng ta cần có một chút hành khô này, một chút thịt băm này. Ở chỗ này chứ khoảng độ 50g cái bỗng thôi. Cháu sẽ dùng khoảng độ 20g thịt băm thôi và khoảng độ 2 củ hành khô với cả khoảng độ 10g mật mía. 10g cái mật mía này, nếu các cụ nào không có thì các cụ dùng thay vào cho cháu bằng 10g đường nhé. 10g đường trắng ấy cũng được. Xong bắt đầu chúng ta cho một thìa nước hàng vào là cũng xong. Các cụ mợ băm nhỏ ra cho cháu cái này. Cái đường này hay còn gọi là đường phên ấy ạ. Mật mía là đường phên đều được ấy ạ. Chúng ta băm nó ra. Để chúng ta lại cho vào đĩa này. Bây giờ cháu sẽ xào cái bỗng nhá các cụ mợ nhá. Cháu sẽ cho vào đây khoảng độ một thìa canh dầu ăn. Một thìa canh thôi ạ nha, một thìa canh dầu ăn ở đây. Rồi sau đó cháu sẽ cho hành khô vào đây. Đấy, cho cái hành khô này vào phi thơm lên các cụ mợ nhá. Lại phi vàng nó lên. Hãy tôm rang thơm như này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phi vàng hành khô lên. Rồi, bắt đầu nó hành vàng rồi nha các cụ nhá. Cho nó vàng hẳn lên tí. Rồi, nó hành vàng rồi đấy ạ. Bây giờ chúng ta cho thịt vào, chúng ta sẽ xào luôn. Đó, chúng ta xào thịt lên. Rồi, tiếp đó chúng ta sẽ cho bỗng rượu nếp vào. Cái bỗng rượu nếp này bản thân nó đã có cái vị chua rồi chứ các cụ mợ nhá. Nên là chúng ta sẽ không cần cho vị chua nữa đâu. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho cả mật mía vào luôn nhá. Đấy, các cụ không được ngửi thấy chứ cháu đang ngửi thấy cái mùi bỗng bỗng rượu, cái bỗng rượu nếp nó thơm lắm ạ. Cái này chính là cái linh hồn của món cuốn đấy các cụ mợ ạ. Các cụ mợ xào nhỏ lửa cho cháu rồi nhá. Để xào cho nó săn cái bỗng lên. Cái này sẽ không cho bất cứ một cái vị gì cả, chúng ta chỉ cho đường vào thế thôi ạ, để cho nó giảm cái chua của nó đi thôi. Vét một chút đi ạ, đỡ phí. Chưa hết đâu ạ. Rồi, khi mà xào săn như thế này rồi nhá các cụ mợ nhá. Bây giờ chưa hết đâu, các cụ mợ sẽ trộn vào đây cho cháu khoảng độ 2 thìa lạc nhá. 2 thìa lạc giã dập dập. Đấy, trộn đều vào. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh trứng các cụ mợ nhá. Ở đây cháu sẽ sử dụng một quả trứng vịt và hai quả trứng gà.
Có nhiều người thì người ta dùng trứng gà hết, người ta nói là cho nó thơm, đúng rồi, dùng trứng gà hết thì nó rất là thơm. Thế tuy nhiên là trứng gà nó sẽ không thể đỏ bằng trứng vịt được, nên là chúng ta sẽ dùng ở đây cả trứng gà, cả trứng vịt lẫn, để cho màu trứng của chúng ta nó đẹp các cụ mợ nhá. Tức là cháu dùng cả trứng gà lẫn trứng vịt, ở đây cháu dùng hai quả trứng gà rồi. Một quả trứng gà cháu còn hai lòng đây này. Đấy. Thế là ba quả trứng, làm hai quả trứng gà và một quả trứng vịt các cụ mợ nhá. Để tráng được trứng, để cho cái trứng nó đỡ bị nhạt, để chúng ta sẽ cho vào đây khoảng một gạt thìa cà phê bột canh hay là bột súp hay là muối tinh đều được nhá. Đấy, chúng ta cho vào đây. Đấy. Và có nhiều người ấy thì bảo với cháu là người ta cho nước vào đây. Cho nước vào để cho là hòa loãng cái trứng ra để người ta tráng cho nó dễ, nhưng mà cháu thì cháu sẽ không cho nước. Tại vì cháu sợ nó tanh các cụ mợ ạ, mà cháu cho vào đây một thìa canh rượu trắng. Đấy, một thìa canh rượu trắng. Cháu không cho nước đâu nhá, cháu cho rượu nhá. Ngày xưa các cụ cũng hay cho rượu. Và một thìa dầu ăn. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đánh tan nó lên. Đây. Rồi. Nếu mà để ngay tráng như thế này thì các cụ sẽ bị những cái chỗ dày chỗ mỏng. Và nó vì nó có những cái mà ở phần lòng trắng trứng nó chưa tan hết, nên là các cụ phải dây qua cho cháu qua dây lọc. Dây qua dây lọc cho cháu ạ. Đấy. Bỏ hết những cái mà phần mà nó chưa tan hết đi. Đây cháu sẽ cho cụ mợ xem. Đây là cụ mợ này. Nó có những cái nó chưa tan hết này. Đây những cái này là chúng ta bỏ đây này. Bây giờ cháu sẽ tráng trứng rán các cụ mợ nhá. Cháu cho một chút dầu vào trong cái chảo này cháu xoa. Và các cụ mợ đặt cho chảo cháu nóng vừa thôi nhá. Để đủ để bám trứng thôi, đừng để già quá mà cái trứng của mình nó sẽ bị thành màu hơi đen đen của xém xém. Và kinh nghiệm của cháu ấy, khi mà bắt đầu là làm ấy thì các cụ thờ sờ thêm để cái lòng bàn tay cách mặt chảo này khoảng độ 20 phân này. Nếu mà thấy cái mặt lòng bàn tay mình ấm ấm rồi tức là được rồi đấy. Đấy. Ta sẽ cho trứng vào. Đấy, như này thôi ạ. Đấy, như này. Xong chúng ta lại chắt ra. Nhỏ lửa thật, nhỏ lửa thôi nhá các cụ mợ nhá. Đấy, và tự nó chín nó sẽ tự bong ra. Đây các cụ thấy trứng của cháu nó mịn mặt không? Vì là cháu đã lọc rồi đấy. Đấy, đây các cụ nhìn này. Bong bong rồi này. Đấy, bong bong rồi này. Nhưng phần này thì chưa được. Phần này phải thêm một lúc nữa. Rồi bây giờ cháu sẽ bóc nó ra nhá các cụ mợ nhá. Các cụ mà nhìn này. Đây này. Cho cái tay vào đây. Đấy, nhấc nó lên. Đặt ngược lại. Đấy, thêm một tí nữa. Rồi. Đấy. Bây giờ cháu có một cái phần trứng rất là đẹp này. Đây, đấy. Rồi các cụ mợ ơi, trứng cháu sẽ thái hình quả chám nhé các cụ mợ nhá. Đây cái lá trứng nó như này này. Chúng mình gập lên. Đấy, cụ mợ gập lên cho cháu. Thật ra hơi nhiều đấy. Đấy. Cắt đôi xong lại chồng lên tiếp. Như thế này. Đấy. Rồi. Các cụ mợ cắt cho cháu thành những cái đường treo chiều dọc của nó khoảng độ dài khoảng độ dày rộng khoảng độ 2 phân nhé, như thế này. Rộng khoảng độ 2 cm. Đấy, như thế này. Rồi xong các cụ lại chồng lên cho cháu. Chồng lên nhau. Rồi. Xong rồi chúng ta sẽ cắt quả chám nhá. Các cụ cắt vát cho cháu khoảng độ 35 độ. Miếng như này. Đây này. Nó sẽ ra được như này này. Thịt cháu đã luộc xong như này rồi nha các cụ mợ nha. Nhưng mà nếu mà để cả cái miếng như này thì nó rất là to. Thế đây là ba chỉ này nên là cháu sẽ cắt ra để cháu thái vẩy đóm nhá. Đấy. Vừa có cả nạc vừa có cả mỡ, có cái bì cái này ngon hơn này. Chúng ta sẽ cắt miếng độ khoảng cái chiều dài này của nó khoảng độ 5 cm thôi. Trong lòng cái cuốn là vừa. Sau đó chúng ta sẽ thái chiều dài 5 cm. Đây chiều dài 5 cm này. Rộng cao này một cao 1 cm. Sau đó chúng ta sẽ thái 0.5 cm. Đấy. Như thế này ạ. Đây là gọi là vẩy đóm ấy. Như cái đóm ấy, châm thuốc.
rồi các cụ mợ nhá. Ở đây để sát về đây này, để cuốn cho nó dễ này. Đấy các cụ mợ nhìn thấy cháu đã chuẩn bị hết rồi nhá. Nếu có giò thì các cụ mợ cắt thêm đi thịt cho cháu và để vào góc này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cuốn này. Vì không có cái rau diếp ngô nên cháu sẽ dùng lá xà lách xoăn các cụ mợ nhá. Cháu sẽ cắt luôn cái phần này của nó. Tức là nó sẽ đây, cái miếng cuốn này nó sẽ chỉ khoảng độ 10cm thôi, 8 đến 10cm thôi nha các cụ mợ nhá. Đấy, cắt hai đầu của nó. Xong bây giờ sẽ cuốn như sau. Các cụ mợ trải ra đĩa như này nhá. Đầu tiên là các cụ mợ cho cháu mấy cái ngọn rau mùi vào. Khoảng độ 2-3 ngọn. Xếp dàn đều vào như này. Đấy. Tiếp đó là các cụ mợ cho cháu 1-2 ngọn rau thơm cho vào đây ạ. Đấy. Cụ mợ cho cháu 1-2 ngọn rau răm, một ngọn thôi cũng được, rau răm. Ba loại rau nhá. Thơm, mùi, rau răm. Một miếng bún. Đấy. Rồi, một chút bỗng rượu. Nếu các cụ mợ mà có giò lụa thì các cụ mợ cho giò lụa vào đây luôn nhá. Rồi các cụ mợ sẽ quấn lại tròn lại cho cháu. Quấn tròn lại như thế này. Đấy. Rồi các cụ mợ, tại vì là có người thì người ta cho cả trứng cả thịt vào trong này người ta quấn cũng được. Nhưng mà cháu thì cháu thích cho ra ngoài nhìn cho nó đẹp. Một miếng trứng, một miếng giò và một con tôm như thế này. À, một miếng thịt, một miếng trứng và một con tôm như này các cụ mợ nhá. Xong rồi chúng ta sẽ quấn lại bằng hành, củ hành. Đây cháu lấy cái củ bé. Bỏ bớt cái dọc này của nó đi, nhất là cái dọc xanh xanh nõn này. Xong chúng ta cầm nó lên tay như này. Cái này không dùng găng tay được đâu nhá các cụ mợ nhá. Mà dùng tay trần. Quấn lại. Quấn tiếp. Đến đây là chúng ta gài nó vào. Đấy, các cụ nhìn thấy chưa? Đẹp không ạ? Tôm, thịt, trứng và các loại rau. Đấy, để ra đĩa. Đây, cháu quấn xong rồi các cụ mợ nhá. Bây cháu sẽ bày ra đĩa các cụ mợ xem này. Các cụ mợ thưởng lãm này. Có nhiều người quấn rất là to các cụ mợ ạ. Nhưng mà các cụ mợ nhớ là cháu chỉ quấn bé bé thôi. Vừa miếng ăn thôi, nó không bị ngoác mồm. Chứ nhiều người quấn to quá làm cho cái người ăn nó bị hay bị ngoác mồm ra, chấm thì ăn nó mất cái sự thanh lịch nữa. Nên các cụ quấn nhỏ cho cháu thôi, như này thôi là vừa. Đấy. Đẫm đẫm vào một chút cho nhiều nhiều để chấm các cụ chấm đẫm đẫm vào thì đấy. Rồi. Các cụ mợ nhìn thấy cái món gỏi cuốn tôm thịt của cháu đã như thế nào? Người ta hay gọi là món diếp cuốn. Tức là rau diếp ngô ấy, cuốn thì người ta hay gọi là đây là món diếp cuốn. Còn cháu thì gọi là cái món này là món cuốn tôm thịt. Cuốn tôm thịt kiểu Hà Nội. Cái món này người ta hay ăn với bún thang, tức là ngày mùng 4 Tết ấy, người ta cúng thì người ta có cái món này là đi cùng một đĩa này đi kèm với mấy bát bún thang, gọi là cỗ thang cuốn. Thế thì người ta sẽ hay ăn sau Tết. Đây chính là một cái món giải ngán giải ngấy đấy các cụ ạ. Tháng riêng là tháng ăn chơi mà. Chúng ta sẽ giải ngán giải ngấy bằng cái món này để cho cơ thể của chúng ta nó được thanh đạm hơn. Mà cái món này nó cháu nghĩ nó cũng nhiều chất đấy, đầy đủ đấy. Từ tôm vừa thịt vừa trứng rồi lại còn bún các loại rau nữa. Thế thì nó cung cấp đầy đủ cho chúng ta cả protein, cả vitamin, cả chất xơ, cả ETC nhiều thứ nữa rồi. Làm cái món này cũng dễ thôi, cũng không khó đâu. Nó khó là đi mua được cái bỗng rượu nếp ấy. Rồi là cuốn cuốn thì cần khéo tay một tí thôi, nhưng mà cháu nghĩ rằng là các cô mợ sẽ làm được và làm lại còn thành công nữa. Và món cuốn tôm thịt của cháu đã hoàn thiện rồi. Các cụ nhớ đăng ký và cụ theo dõi cái clip của cháu. Nếu các cụ có thắc mắc gì thì các cụ comment cho cháu biết nhá. Nhà cháu xin chào các cụ mợ. Hẹn các cụ mợ lại trong những số tiếp theo.